Chào mừng cô chú, quý anh chị và các bạn đã trở lại với Think Smart Brother và lại là em Yến đây. Nếu như trong tuần trước khi mà chiến tranh xảy ra, các cái nhà đầu tư của chúng ta hoảng loạn, bán tháo và sợ hãi khi không biết được là thực sự Bitcoin và crypto nó giúp ích được gì khi mà chiến tranh xảy ra, khủng hoảng do chiến tranh thì Bitcoin nó có tồn tại được hay không? Thì Bitcoin trong tuần vừa qua nó đã chứng minh được cái vị thế của nó khi mà có chiến tranh vũ trang xảy ra. Cùng với việc là giá đã quay ngược lại và tăng trưởng từ mức 34.000 đô và cao nhất là 44.500 đô cho một Bitcoin trong tuần vừa qua, thì Bitcoin đã làm yên lòng những cái nhà đầu tư khi mà nó khẳng định được vai trò và vị thế của mình. Và trong video ngày hôm nay, Yến sẽ không chia sẻ với quý anh chị, chúng ta sẽ không phân tích về chiến tranh vũ trang nữa, mà chúng ta sẽ phân tích về một cái gọi là các cái lệnh trừng phạt kinh tế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái nền kinh tế thế giới, cũng như là vai trò và vị thế của Bitcoin khi đó như thế nào, những cái bài test nào Bitcoin phải trải qua để đạt được cái ATH mới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau phần intro. Ok quý anh chị, nếu như mà nói về trừng phạt kinh tế và các cái đợt cấm vận kinh tế thì đây không phải là lần đầu tiên mà Nga bị cấm vận kinh tế từ các cái quốc gia phương Tây cũng như là từ Mỹ. Tuy nhiên, có thể nói là ngay mà cái đợt mà Nga đã nổ phát súng đầu tiên vào Ukraine thì đây là cái đợt gọi là những cái đòn tấn công về kinh tế, về tài chính đánh vào đất nước Nga có thể coi là mạnh mẽ nhất, khi mà cái lệnh đầu tiên đó là những cái lệnh gọi là phong tỏa tài sản và cấm các cái hành vi giao dịch của 5 ngân hàng lớn của Nga đó, là tại các cái khu vực của Mỹ và châu Âu, trong đó là những cái quốc gia mà liên minh của NATO ấy, thì là cũng áp dụng luôn cái lệnh này. Thì cái lệnh này á, là không cho phép các cái ngân hàng này nha, là giao dịch bằng đồng USD, bằng đồng Euro, bằng đồng bảng Anh, rồi luôn cả cái đồng gọi là đồng Yên Nhật luôn. Thì tức là một cái ngân hàng là nhiệm vụ của nó là thực hiện các cái giao dịch thanh toán đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại á, là giao dịch thanh toán quốc tế thì phải sử dụng những cái đồng tiền tệ chung của quốc tế, nhưng mà trong cái giỏ tiền tệ của thế giới là có 5 đồng á, thì đã bị cấm hết 4 đồng rồi. Nên là coi như cái hoạt động gọi là thanh toán giao dịch của các cái ngân hàng này là bị đóng băng luôn. Kèm theo đó là các cái tài sản 5 ngân hàng lớn này tại Nga là dự trữ ấy, thì cũng đã bị vô hiệu hóa luôn, coi như là lock luôn và không dùng được. Thì trong đó ước tính đâu đó là rơi vào khoảng là 1.000 tỷ đô ha. Đó là cái lệnh trừng phạt đầu tiên, là cấm không cho các cái ngân hàng lớn của Nga là tại các cái quốc gia bên ngoài là thực hiện các cái giao dịch. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là Mỹ cũng như là các cái quốc gia phương Tây ấy, là người ta đang bàn và muốn loại Nga ra khỏi hệ thống SWIFT. Thì hệ thống SWIFT này là một cái hệ thống gọi là viễn thông ngân hàng của toàn cầu và hệ thống lớn nhất giúp cho các cái ngân hàng và các cái quỹ đầu tư người ta connect với nhau để mà người ta có thể chuyển tiền dễ dàng và thông báo cái việc chuyển tiền này từ bên A đến bên B nó cực kỳ là nhanh chóng và an toàn. Thì để mà quý anh chị nào chưa biết về hệ thống SWIFT ấy, mình hiểu một cách dễ hiểu ấy, thì có thể là nếu như ngày xưa khi chưa có cái công nghệ blockchain ấy, thì hệ thống SWIFT này nó sẽ giúp trong cái trường hợp ví dụ như là Yến có tiền nhưng mà Yến ở Việt Nam, Yến muốn chuyển tiền qua qua nước Anh đi, thì Yến phải ra ngân hàng, Yến khai báo thông tin hết tất cả mọi thứ và phải dùng cái dịch vụ SWIFT này của ngân hàng để mà ngân hàng đó người ta chuyển cái tiền của mình qua cho Anh Quốc. Và khi mà Yến đã chuyển thử cái SWIFT này rồi nha, chuyển 3-4 lần gì đó, thì cái phí nó rất là cao, cái giao dịch nó rất là rườm rà, và cái gọi là cái yêu cầu của bên phía ngân hàng á, người ta cũng yêu cầu rất là gắt gao, khai báo chuyển vì mục đích gì, rồi giới hạn số lượng tiền, rồi rất là nhiều các cái thứ khác. Tuy nhiên tại thời điểm đó SWIFT là cái gọi là hệ thống mà viễn thông ngân hàng toàn cầu gọi là tốt nhất rồi, nên là hiện tại ngoài Mỹ ra thì Nga đang là cái quốc gia thứ hai có cái số lượng ngân hàng cũng như là các cái quỹ đầu tư mà dùng cái dịch vụ SWIFT này là lớn thứ hai toàn cầu. Thì nếu như hiện tại á, mà cái lệnh này thật sự được đưa ra là Mỹ cũng như là các cái quốc gia châu Âu á, mà loại Nga ra khỏi SWIFT, chúng ta chưa biết là sẽ loại ngân hàng nào nha, nhưng mà nếu như mà loại Nga ra khỏi cái hệ thống SWIFT này á, thì không khác gì là cô lập hoàn toàn nền kinh tế Nga, bởi vì các cái doanh nghiệp, các cái đối tác bên ngoài muốn gửi tiền vào cho Nga cũng không được, không có cái cổng thanh toán nào cả, và các cái doanh nghiệp của Nga mà giao lưu mua bán với bên ngoài thì cũng không có gửi tiền thông qua hệ thống online được.
tức là cái hệ thống thanh toán giao dịch đối với các cái đối tác làm ăn á, là bị cô lập và phong tỏa hoàn toàn luôn. Điều này đã tạo nên một cái làn sóng lo sợ cho những cái doanh nghiệp ở tại Nga cũng như là các cái doanh nghiệp mà nước ngoài đang rót vốn vào cho Nga. Họ ồ ạt kéo cái nguồn vốn đi ra khỏi Nga, kèm theo đó là những cái người dân Nga họ lo sợ về cái hệ thống thanh toán quốc tế sẽ bị trì trệ lại. Họ không biết là thẻ tín dụng của họ ngày mai ngày mốt là có dùng được hay không, và họ lo sợ là cái đồng tiền tệ là đồng rúp của họ ấy, đồng rúp của Nga sẽ bị mất giá, nên thành ra là dẫn đến cái việc gọi là rút tiền ào ạt ra khỏi ngân hàng và họ bán tháo đi cái đồng rúp và họ đổi cái đồng rúp của họ đi qua cái ngoại tệ khác, trong đó là USD. Và điều này đã khiến cho đồng rúp rớt giá thê thảm, rớt khoảng 30% giá trị, và đồng rúp bị rút ra khỏi rất là nhiều luôn. Và cái điều này á, chúng ta có thể thấy là ở trên các cái mặt báo, người ta là tại các cái ngân hàng thì những cái người dân Nga họ xếp hàng rồng rắn để mà họ cố gắng rút cho được tiền, những cái khoản tiền tiết kiệm của họ, những cái khoản tiền mà họ dành dụm cả đời đi. Giống như là chúng ta khi mà có chiến tranh xảy ra thì chúng ta để dành được bao nhiêu lượng đó tiền mặt, thì chúng ta lo sợ là chiến tranh xảy ra sẽ khiến cho tiền mặt mất giá. Ví dụ như là chúng ta tiết kiệm được 1 tỷ hoặc 2 tỷ đi, nhưng mà khi mà thị trường càng ngày càng hỗn loạn và hệ thống cái ngân hàng để mà giao dịch thì chúng ta giao dịch quốc tế không dùng được nữa, thì chúng ta phải dùng bằng mọi cách và chúng ta cầm cái đồng tiền tiền ngoại ở trên tay, tức là cái đồng USD hoặc là đồng euro, bởi vì đó là đồng tiền quốc tế, đó là đồng tiền chung. Chỉ cần có cái đồng tiền đó thì chúng ta có thể mua được hàng hóa. Còn nhiều khi chúng ta cầm cái đồng rúp trên tay á, thì cái thứ nhất là nó bị mất đi giá trị, và cái thứ hai chúng ta cũng không biết là người ta có chịu bán cho mình hay không khi mà mình mua hàng hóa bằng cái đồng rúp đó nữa. Đó, nên là cái việc mà người dân ồ ạt rút tiền này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái việc gọi là mất giá của đồng tiền Nga, trong đó là đồng tiền rúp. Thì cái lệnh mà Yến gọi là cái lệnh cấm khủng bố nhất đó chính là vào ngày 28 tháng 2 vừa qua, thì Mỹ và các cái nước về châu Âu cũng đã ra quyết định đó là áp đặt cái lệnh trừng phạt lên Ngân hàng Trung ương Nga. Thì Ngân hàng Trung ương Nga nó sẽ khác với những cái ngân hàng khác ở chỗ nào? Đó là Ngân hàng Trung ương nó là cái nơi mà có cái nguồn tiền dự trữ của quốc gia. Thì chúng ta có thể ở đây là chúng ta thấy là Nga có một cái nguồn dự trữ ngoại hối khá là lớn, đúng không? Là hơn 640 tỷ đô, kèm theo đó là cái lượng dự trữ về vàng và các cái tài sản khác, để mà khi mà có cái rủi ro, khi mà cái đồng nội tệ ở trong nước là đồng rúp mà nó có xảy ra vấn đề, ví dụ như lạm phát hay là các cái vấn đề khác mà bị bán tháo tài sản này kia mà liên quan tới đồng rúp ấy, thì cái nguồn dự trữ này nó sẽ là cái nguồn để mà hỗ trợ cho cái đồng tiền quốc nội. Nhưng mà hiện tại là các cái phía bên gọi là khối NATO là Mỹ và các cái đồng minh châu Âu ấy, thì họ là đã áp đặt cái lệnh cấm vận luôn cả cái Ngân hàng Trung ương Nga này, tức là Ngân hàng Trung ương Nga sẽ không được thực hiện các cái giao dịch liên quan đến đồng euro, liên quan tới đồng USD, đồng bảng Anh cũng như là đồng Yên Nhật luôn. Thì khi mà không sử dụng được cái khối tài sản USD này thì sẽ cực kỳ khó trong cái việc là dùng cái tài sản nào để mà mình thế chấp và mình thực hiện các cái chính sách gọi là thắt chặt tiền tệ cho cái quốc gia của mình. Khi mà gần đây thì Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng cái lãi suất từ 9,5% lên 20% ha, là cũng là một cái phần để mà gọi là củng cố lòng dân thôi, để cho họ có thể là giữ im tiền của họ ở trong ngân hàng Nga, chứ đừng có rút ra nữa, bởi vì rút ra như vậy và bán tháo đi thì cái đồng tiền Nga là đồng tiền rút nó sẽ ngày càng mất giá mà thôi. Thì đây là cái giải pháp tạm thời, chứ nó không thể là một cái giải pháp gọi là lâu dài được. Nếu như mà chiến tranh và căng thẳng cứ tiếp tục và các cái lệnh trừng phạt ngày càng leo thang như thế này, nếu như mà cái hệ thống ngân hàng ở Nga mà bị tê liệt khoảng 1 đến 2 tháng thì chắc chắn là cái hậu quả của nó sẽ rất là nặng nề. Thì những cái hậu quả mà chúng ta có thể thấy trước mắt luôn á, là đồng rúp mất giá khiến cho việc là người dân Nga phải mua những cái món hàng khác với cái mức giá cao hơn. Cao hơn ở đây là khi mà nước Nga là cái nước mà xuất khẩu chủ yếu là xuất khẩu lúa mì, xuất khẩu về dầu mỏ khí đốt, nhưng mà họ cũng nhập khẩu rất là nhiều những cái món khác từ phía bên ngoài vào. Thì thay vì lúc trước họ nhập vào với cái giá là bình ổn, thì bây giờ đồng rúp mất giá thì cũng cái món hàng đó, nhưng mà họ phải chi nhiều tiền ra hơn để mà họ mua được. Họ phải mua linh kiện, mua máy móc, thiết bị này kia với một cái mức giá đắt đỏ hơn. Đó là cái thứ nhất.
là khi mà lạm phát tăng cao và đồng rút mất giá. Cái thứ hai đó là khó khăn trong việc thanh toán cũng như là vận chuyển hàng hóa bị giới hạn bởi hàng không, rồi cái việc mà giao lưu buôn bán khi mà bị loại khỏi cái hệ thống SWIFT, nó sẽ khiến cho các cái doanh nghiệp của Nga không thể nào mà thanh toán được với phía bên ngoài. Và các cái doanh nghiệp phía bên ngoài họ cũng không thể nào mà thanh toán cho Nga được để mà mua hàng hóa. Điều này khiến cho các cái doanh nghiệp Nga họ sẽ bị trì trệ về mặt sản xuất cũng như là không có xuất khẩu hàng đi được, hoặc là các cái người mà nhập khẩu hàng hóa của Nga họ cũng không biết làm thế nào để nhập vào cho Nga luôn. Tức là khi mà doanh nghiệp là những cái yếu tố mà vận hành cái nền kinh tế mà họ không hoạt động được thì cái người lao động là cái tỷ lệ là cái người dân Nga là những cái người lao động á, họ sẽ xảy ra những cái trường hợp gọi là mất việc, thất nghiệp, không có lương, trong khi mà cái giá cả hàng hóa thì nó lại cao lên, dẫn đến là nền kinh tế bị khủng hoảng nghiêm trọng. Và có thể là chỉ mới một tuần thôi nên là chúng ta chưa thấy được cái hậu quả rõ ràng, nhưng nếu như mà cái trường hợp này nó cứ kéo dài á, thì chắc chắn đây sẽ khiến cho một cái đợt khủng hoảng toàn cầu về năng lượng luôn. Tại vì Nga là cái quốc gia có thể nói là trạm xăng của thế giới, cái sản lượng gọi là dầu mỏ và khí đốt cũng như là cái lượng lúa mì mà hiện tại á, là Nga đang cung cấp ấy, thì nó là đứng đầu rồi. Nên thành thử ra là nếu như cái việc mà trì trệ về hàng hóa, về thanh toán này nó xảy ra trong thời gian dài thì không chỉ là cái nền kinh tế Nga bị khủng hoảng, người dân Nga bị mất việc và rơi vào cái tình huống gọi là khó khăn bế tắc, mà cái nền kinh tế của thế giới cũng bị tương tự khi mà cái nguồn cung dầu từ Nga nó quá khó khăn và họ phải cung dầu từ những cái nguồn khác thì giá cả nó đắt đỏ hơn, rồi cái nguồn cung nó cũng bị khan hiếm lại, trong khi mà dầu mỏ khí đốt là những cái nguyên liệu hàng ngày mà chúng ta làm, chúng ta chạy xe cũng cần dầu, chúng ta vận động máy móc khởi động để mà sản xuất cũng cần dầu, thắp sáng điện năng này kia cũng cần dầu mỏ khí đốt rất là nhiều. Thì khi mà cái nguồn cung nó bị giảm trong khi cái cầu á, thì nó luôn luôn tăng á, thì nó sẽ đẩy cái giá dầu nó tăng cao cực kỳ kinh khủng. Và khi mà giá dầu tăng cao thì dẫn đến cái việc á, là cái giá trị thành phẩm hàng hóa ấy, là khi mà chúng ta sản xuất mà cái đầu vào á, cái giá nhiên liệu nó cao quá thì cái thành phẩm, cái hàng hóa sản xuất ra nó cũng phải cao theo để mà nó bù được cho cái nguồn vào, đúng không ạ? Thì khi mà cái hàng hóa nó cao á, thì cái người mua là những cái người như chúng ta trên thế giới ấy, phải chi một cái số tiền lớn hơn thì mới mua được cái món hàng hóa đó. Và điều này nó ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu luôn, chứ không chỉ riêng nền kinh tế của Nga. Thì trong cái tình huống mà lạm phát nó xảy ra nghiêm trọng như vậy, và cái việc đóng băng tài khoản, đóng băng tài sản liên quan tới các cái ngân hàng và hệ thống thanh toán nước ngoài là bị cô lập như vậy, thì vị thế của Bitcoin là như thế nào và crypto nó sẽ giúp ích được gì trong cái cuộc chiến này, là cuộc chiến về tiền tệ ha? Điều đầu tiên mà Bitcoin và crypto đã làm được đó là nó vô hình chung đã được công nhận là một cái loại tiền tệ và có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trên thế giới, thông qua cái việc mà Ukraine đã kêu gọi là các cái nhà hảo tâm và các cái quốc gia khác là hãy viện trợ cho Ukraine thông qua tiền điện tử, đó chính là Bitcoin và Ethereum. Thì vô hình chung đây giống như là một cái sự công nhận là Bitcoin và crypto nó là cái tiền tệ của thế giới, nó là một cái loại tài sản, khẳng định nó là một cái loại tài sản và dùng nó để mà kêu gọi trong chiến tranh. Và tới thời điểm hiện tại là Ukraine là đã nhận được hơn 20 triệu đô la mà giá trị của Bitcoin và tiền điện tử là quyên góp về. Thì đây là một cái con số không hề nhỏ ha. Và trước Ukraine thì cũng đã có một cái cuộc gọi là vận động gây quỹ quyên góp xuyên quốc gia như vậy, đó là ở Canada khi mà có một cái cuộc biểu tình về Covid-19 đó. Thì để mà cần có cái nguồn vốn duy trì cho cái chiến dịch biểu tình này thì những cái người Canada người ta cũng đã kêu gọi là hãy ủng hộ bằng tiền điện tử đi, bởi vì nhà băng của họ là đã bị đóng băng rồi. Thì tiền điện tử cũng đã là một cái loại tiền tệ, loại tài sản để giúp cho những cái người mà cần quyên góp là họ dùng cái đồng Bitcoin và dùng cái đồng tiền điện tử này họ quy ra tiền mặt và họ dùng thanh toán các cái đời sống của họ. Thì vô hình chung đây là một cái sự công nhận khá là tốt cho Bitcoin ha. Cái thứ hai nữa đó là Bitcoin giống như là một tài sản trú ẩn an toàn, và chúng ta có thể mang đi mọi nơi
trên thế giới luôn và không có bị giới hạn. Và chúng ta khi mà thấy những cái đoàn người mà người ta xếp hàng, người ta rút tiền từ cây ATM để mà dùng tiền mặt để mua hàng, hoặc là những cái dòng người mà người ta di chuyển từ Ukraine đi qua những cái quốc gia khác á, thì người ta cũng không thể nào mà cầm theo được nhà cửa xe cộ hay là cầm theo quá nhiều vàng được, bởi vì đó là điều rất là bất tiện và đó là điều không thể. Tuy nhiên với Bitcoin và crypto thì chúng ta chỉ cần cần một cái ví thôi và chúng ta có thể mang nó đi tới bất kỳ đâu. Và đây là một cái loại tài sản mà chỉ cần có internet thì chúng ta sẽ dùng được, và nó hầu như là được sử dụng trên toàn thế giới. Nên là cái việc mà Bitcoin nó là một cái tính ứng dụng cao, nó đã được xác nhận ha. Và cái điều số 3 đó là không liên quan tới cái việc gọi là trú ẩn tài sản nữa, mà liên quan tới công nghệ thanh toán và công nghệ phi tập trung của blockchain. Đó chính là nếu như mà Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT, thì trước đây có thể nói là SWIFT là cái hệ thống gọi là viễn thông ngân hàng hàng đầu đi, giúp mà các cái quốc gia di chuyển tiền với nhau. Tuy nhiên hiện tại khi mà blockchain ra đời thì blockchain nó cũng giải quyết được cái vấn đề này, thậm chí nó còn giải quyết được tốt hơn khi mà chúng ta có Bitcoin, chúng ta có các cái hệ thống giống như là XRP, nó hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc gọi là chuyển tiền xuyên biên giới với một chi phí cực kỳ thấp, và thậm chí là không cần các cái bên ngân hàng đứng trung gian nữa. Đó là cái cách mà đã khiến cho động lực giúp cho Bitcoin và thị trường crypto tăng trưởng vượt bậc trong khoảng thời gian qua, bởi vì nếu như mà loại Nga khỏi hệ thống SWIFT ấy, thì Nga có thể sử dụng là crypto để mà thanh toán với các cái đối tác khác nếu như các cái đối tác khác đồng ý, và nếu như cái việc này nó có thể giúp ích được cho Nga, giảm bớt đi thiệt hại và giúp cho cái việc thanh toán nó trở nên mượt mà hơn bằng cái thị trường blockchain, bằng cái thị trường crypto ấy, thì đây sẽ là một cái bước tiến vượt bậc trong tương lai khi mà blockchain được phổ biến rộng rãi và cái công nghệ của Bitcoin, các cái giao dịch thanh toán được mở rộng thường xuyên hơn trên một cái quy mô lớn hơn. Đó là cái thứ ba mà vị thế của Bitcoin nó sẽ được củng cố hơn nữa. Và cái cuối cùng mà Bitcoin nó càng được ủng hộ và nó được support tốt hơn nữa trong cái thời gian tới, đó chính là cái quyền gọi là nắm giữ cái tài sản của mình trong lòng bàn tay. Tài sản của mình thì mình giữ, chúng ta không cần để lên trên ngân hàng hoặc là các cái bên thứ ba, những cái nhà độc tài, những cái nhà cầm quyền, người ta không có quyền gọi là vô hiệu hóa hoặc là đóng băng cái tài sản của chúng ta. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một cái khối tài sản, ví dụ như để dành được khoảng 1 tỷ, 2 tỷ hoặc là 5 tỷ, 10 tỷ gì đó, xong rồi chúng ta chia ra, chúng ta có thể để ở trên ngân hàng là khoảng 5 tỷ đi, để mà dùng giao dịch này kia nọ, thanh toán, hệ thống thanh toán quốc tế, đúng không? Tuy nhiên khi mà vì một cái lệnh trừng phạt hoặc là vì một cái lý do gì đó mà không phải là do chúng ta chẳng hạn vậy, nhưng mà có những cái lệnh trừng phạt xảy ra và họ yêu cầu là vô hiệu hóa cái tài khoản ngân hàng của mình, tiền của mình đó, nhưng mà mình không rút ra được, mình không xài được, mình giải trình cũng không được và nó bị ngâm trong một cái thời gian dài, chúng ta hoàn toàn sẽ có khả năng là bị tước đi tất cả các tài sản của chúng ta luôn. Điều đó phải là vô lý mà, và không ai mong muốn điều đó xảy ra. Và khi mà blockchain cũng như là Bitcoin nó giải quyết được cái vấn đề đó, khi mà chúng ta có những cái ví gọi là ví phi tập trung, như là ví nóng hoặc là ví lạnh, thì chúng ta có MetaMask, chúng ta có Trust Wallet, chúng ta có những cái ví lạnh để mà chúng ta lưu trữ tài sản luôn, thì chúng ta bảo quản tài sản của chúng ta trong những cái ví đó thì chỉ có chúng ta biết thôi, bởi vì đó là private key. Những cái nếu như mà chúng ta không có giao lại, chúng ta không có chia sẻ cho người khác biết những cái key đó, thì không có bất cứ một ai có thể biết được. Và tài sản đó là tài sản của cá nhân, tài sản của riêng chúng ta thôi. Thì đó là lý do mà cái giai đoạn vừa qua là những cái đồng coin, dự án mà liên quan tới cái mảng DeFi và phi tập trung á, trong đó điển hình á, là Terra Luna ấy, nó đã có một cái mức tăng trưởng vượt bậc là khoảng 70%+ và được support rất là nhiều, cũng đã được rót vốn đâu đó là hơn khoảng 1 tỷ đô ha, để mà vận hành cái công nghệ này, công nghệ phi tập trung, DeFi. Thật sự thì Yến không muốn nói ra những cái điều này đâu, nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một điều, đó là nhờ có cái cuộc chiến tranh này xảy ra đã marketing cực kỳ hiệu quả cho Bitcoin và thị trường crypto. Bitcoin và những cái giá trị của nó mang lại cũng như là công nghệ blockchain đã được mang đến cộng đồng một cách cực kỳ rộng rãi. Và chỉ trong vòng một tuần, người người nhà nhà, những cái
người mà có tiền hoặc là không có tiền, hoặc là những cái người mà chưa biết về công nghệ blockchain luôn, họ cũng đã hầu hết nghe được về Bitcoin và lý do tại sao nên lưu giữ Bitcoin. Có thể là cái lý do của họ nghe nó chưa có đúng lắm, họ chưa hiểu biết nhiều lắm, nhưng mà họ đã làm quen được với Bitcoin và những cái khái niệm giống như là crypto là ảo, là scam hay là tiền ảo, là những cái công nghệ gì đó nó rất là viển vông. Thì qua cái lần chiến tranh này và qua cái đợt xung đột về tiền tệ này, nó đã giải quyết cực kỳ tốt tất cả những cái gì mà Bitcoin đã làm trong cái thời gian nó ra đời là khoảng năm 2009 ha, tới thời điểm hiện tại là năm 2022, là đâu đó là khoảng 12-13 năm. Tới thời điểm hiện tại, chỉ trong vòng 1-2 tuần ngắn ngủi, nó đã chứng minh được tất cả những cái gì nó làm, những cái gì là ưu điểm của Bitcoin thì nó đã được show ra khá tốt. Giống như là phi tập trung, giống như là có thể là dùng được ở hầu hết mọi quốc gia, có thể dùng như là một tài sản đảm bảo, trú ẩn an toàn, rồi có thể dùng để thanh toán quốc tế mà không cần những cái bên trung gian thứ ba và không bị các cái nhà cầm quyền kiểm soát, cũng như là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra lại những cái giao dịch của chúng ta một cách rất là dễ dàng mà không cần qua những cái công ty kiểm toán hay là gì cả. Thì với những cái lợi thế tốt như vậy, cái người gọi là đứng đầu của Bank of America, ông cũng nói là thị trường crypto hiện tại nó sẽ không có mùa đông. Bởi vì crypto hiện tại nó cực kỳ nóng như thế này thì làm sao mà mùa đông có thể xảy ra được. Đó là cái nhận định của ngân hàng Bank of America ha, ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ. Và khi mà ông phát biểu về thị trường crypto và cái ảnh hưởng của nó trong hiện tại. Tuy nhiên, một số các cái bài test cũng như là cái challenge cho Bitcoin trong cái thời gian tới, cụ thể là tháng 3 sắp gần đây, nó không sẽ không dễ dàng như vậy khi mà chúng ta nhìn thấy được là cái tầm nhìn đó. Nhưng mà nó sẽ có những cái khó khăn mà Bitcoin cần phải vượt qua để mà trước khi nó đạt cái ATH mới. Một số cái thách thức có thể kể đến đó chính là hiện tại chúng ta thấy được là Nga và Ukraine đã có những cái cuộc đàm phán thỏa thuận với nhau lần đầu tiên. Tuy nhiên vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, thì chứng tỏ là hai bên vẫn còn đang có rất là nhiều cái sự xích mích với nhau ha. Nên là có thể là chiến tranh chưa thể kết thúc ngay được. Thêm vào đó thì chúng ta cũng đã thấy đó là tổng thống của Ukraine, ông đã ký vào cái đơn gọi là xin sáp nhập vào EU. Và kèm theo đó là EU cũng đã, phương Tây đã gửi những cái vũ khí tối thượng hơn đến cho Ukraine để duy trì cuộc chiến tranh này. Và Tổng thống Nga Putin, ông cũng đã thông báo đó là các cái đơn vị vũ khí hạt nhân của Nga đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nên thành ra là nếu như mà chiến tranh nó tiếp tục tăng cao và cái sự hoảng loạn nó tiếp tục xảy ra, thì chắc chắn là thị trường và Bitcoin nó cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là nếu như mà chiến tranh và căng thẳng ngày càng tăng cao nữa và các cái lệnh trừng phạt nó ngày càng một xoáy sâu vào nước Nga, thì khi mà thị trường crypto, trong đó có Bitcoin, nếu như mà nó giúp tốt cho Nga có thể lách luật hoặc là có thể vận hành được trong cái giai đoạn này, điều chúng ta không mong muốn nhưng mà rất có khả năng cao là nó sẽ xảy ra, đó là crypto nó sẽ bị kéo vào cái cuộc chiến tranh kinh tế này. Đây là một cái bài test cực kỳ lớn cho Bitcoin và cho thị trường crypto, bởi vì nếu như mà các cái lệnh trừng phạt nó lan ra tới crypto, cái vấn đề về pháp lý của blockchain và crypto nó là một cái vấn đề nhức nhối từ khi xưa tới giờ rồi. Nên là nếu như trong cái đợt này mà phải có những cái luật hoặc là những cái lệnh cấm hoặc là những cái thông tin mà cực kỳ xấu, xấu tới mức mà chưa bao giờ chúng ta tưởng tượng ra được luôn á, thì quý anh chị cũng đừng có hoảng loạn ha. Bởi vì gần đây nhất thì chúng ta có là phó thủ tướng của Ukraine, ông đã yêu cầu các cái sàn giao dịch hỗ trợ cho Ukraine đi, là hãy hỗ trợ là cấm những cái user, những cái người dùng, những cái tài khoản tại Nga, cấm không cho họ sử dụng là cái tiền điện tử trên những cái sàn này, vô hiệu hóa tài sản của họ đi, để mà trừng phạt, giống như là một cái dạng trừng phạt đối với cái nền kinh tế của Nga cũng như là những cái người dùng Nga luôn. Thì chúng ta đã có cái sự phản hồi lại từ các cái sàn đó là người ta không đồng ý là đối với những cái người dùng hàng loạt như vậy. Nhưng mà nếu như mà những cái bên nào liên quan, những cái đơn vị cấp cao nào tại Nga mà có sử dụng thì có thể là họ sẽ cấm. Tuy nhiên đó là câu trả lời của những cái sàn thôi. Còn chúng ta đâu có biết được là chính quyền họ sẽ nghĩ như thế nào và họ sẽ có những cái điều khoản như thế nào hoặc là những cái hành động nào sắp tới mà liên quan tới Bitcoin hoặc là crypto chẳng hạn. Và nếu như mà những cái lệnh
hoặc là những cái thông tin đưa ra mà nó tác động xấu tới thị trường, giống như là hồi tháng 4, tháng 5 năm 2011 thì chúng ta có thông tin đó là Trung Quốc cấm toàn bộ những người dùng, Trung Quốc không được giao dịch Bitcoin trên các cái sàn, thì giá ở thị trường nó đã down về cực kỳ mạnh luôn. Nên là nếu như mà có cái thông tin mà cấm user hoặc là những cái lệnh mà liên quan tới pháp lý mà cấm về Bitcoin hoặc là thị trường crypto thì đây sẽ là một cái bài test mà cực kỳ kinh khủng. Nếu như Bitcoin nó vượt qua cái bài test này và nó đạt được một cái giá trị pháp lý nhất định thì đó sẽ là lúc mà Bitcoin nó đạt được cái ATH mới. Và một cái thông tin gần đây nhất đó chính là Upbit, một trong những cái sàn giao dịch tiền điện tử cũng khá là lớn tại Hàn Quốc, thông báo là họ sẽ đồng ý và tham gia vào các cái luật của hệ thống chống rửa tiền quốc tế, đó là FATF ha, là lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, FATF. Thì cái lực lượng này là một trong những cái lực lượng mà phát hiện ra những cái hành vi rửa tiền, tiền bẩn trên toàn cầu luôn. Và họ với crypto thì họ quy định là các cái bên sàn giao dịch phải kiểm tra được nguồn tiền đầu vào như thế nào và nguồn tiền đầu ra như thế nào. Và các cái sàn hiện tại có những cái sàn lớn như là Coinbase, Robinhood hoặc là Kraken thì người ta, và gần đây là có Upbit thì cũng đã tham gia vào để mà thực hiện cái luật này, để mà có thể vận hành tốt. Thì thực sự là nếu như mà phải kiểm tra nguồn tiền vào, rồi nguồn tiền vào đầu cuối, thì nó sẽ khá là ảnh hưởng đến cái tính gọi là tính phi tập trung của chúng ta. Thì cái thông tin này có thể là Yến sẽ chia sẻ trong những cái video sau. Tuy nhiên là cái sàn Upbit này á, thì khi mà họ muốn tham gia thực hiện được cái quy định này của bên FATF ấy, thì họ đã ra quyết định là không cho phép những cái nhà đầu tư mà sử dụng cái sàn Upbit này rút tiền về cái tài khoản phi tập trung, là như ví MetaMask thì không được rút tiền về, hoặc là không được rút tiền về các cái ví Trust Wallet hoặc là những cái sàn khác mà không có thuộc phạm vi theo dõi của họ thì họ cũng không được rút tiền về luôn. Họ chỉ được sử dụng những cái ví nội bộ của Upbit mà thôi. Chứ cái việc mà rút tiền về tài khoản cá nhân mà có private key á thì cái sàn Upbit này nó không hỗ trợ. Thì chúng ta không biết được thực sự là sắp tới Coinbase hoặc là những cái sàn khác người ta có vì tuân thủ cái luật của FATF mà phải ra những cái luật hà khắc cho cái người sử dụng crypto hay không. Nhưng mà nếu như mà Think Smart Brother cho rằng là nếu như mà Bitcoin và công nghệ của crypto mà muốn có được một cái tính chất pháp lý cao nhất thì nó phải vừa là cái có lợi cho hai bên, là những cái bên quản lý, những cái bên cấp lãnh đạo và cả cái bên người dùng, chúng ta cần phải cân đối với nhau làm sao cho nó phù hợp. Chứ không thể nào mà để một cái công nghệ tốt mà nó hoạt động ngầm dưới một cái mà không có pháp luật kiểm định được, mà chúng ta cũng không thể nào mà dùng công nghệ để mà chúng ta có thể vi phạm pháp luật về những cái hành động rửa tiền này kia nọ được. Thì nếu như thật sự thông qua thì đây sẽ là một bài toán cực kỳ nhức đầu. Và đến cuối cùng á, thì mọi điều mà các cái nhà lãnh đạo người ta làm, người ta cũng muốn có một cái gọi là quy định về pháp lý rõ ràng cho Bitcoin cũng như là thị trường crypto mà thôi. Nên là có thể là lúc đầu những cái thông tin ra thì mình nghĩ nó là xấu, nhưng mà về lâu về dài á thì nó được pháp luật bảo hộ và chúng ta sẽ được giao dịch và sử dụng cái công nghệ blockchain này với một cái tâm thế là mình hoàn toàn an tâm hơn, không có sợ một ngày nào đó là chúng ta bị vi phạm pháp luật hoặc là bị tịch thu tài sản này kia ha. Ok quý anh chị, thì đó là một số các cái thông tin mà Think Smart Brother muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Nếu anh chị cảm thấy cái thông tin này nó hay, nó giá trị hoặc là nó bổ ích thì quý anh chị đừng ngần ngại hay để lại một cái like, những cái comment ở phía bên dưới để team biết được và có thể cải thiện tốt hơn trong thời gian tới. Và mọi cái ý kiến đóng góp, nhận xét của quý anh chị sẽ là động lực to lớn để Think Smart Brother có thể ra những cái video giá trị hơn. Và những cái anh chị nào mình chưa có subscribe ủng hộ cho Think Smart Brother thì mình hãy làm liền luôn đi nhé. Hãy nhấn subscribe cũng như là nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để những cái video mới có thể là thông báo nhanh nhất tới quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều và hãy nhớ đầu tư thông minh.